Kênh Minh Đường Tử Vi rất là vui mừng khi được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho 30 tập trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình như cá chép hóa rồng, gặp hung hóa cát, vượng vận quý nhân, nhiều vận may ập đến bất ngờ, tiền bạc ùn ùn đổ về như thác lũ, trúng số đổi đời giàu to, xứng tầm đại gia. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác. Sự thật chưa từng có về tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, đúng trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024. Tổ tiên linh thiêng báo mộng, gặp may liên tiếp, trúng số bất ngờ, còng lưng gánh lộc, trả sạch nợ nần, giàu sang có tiếng, trở mình đổi kiếp đại gia. Quý khán giả thân mến, trải qua nửa cuộc đời người, chắc hẳn có những giai đoạn trong cuộc sống anh chị cảm thấy bế tắc không lối thoát, cảm giác mọi thứ đều đang chống lại mình và tự hỏi tại sao hết điều tồi tệ này đến điều tồi tệ khác cứ liên tiếp xảy đến, tại sao cuộc đời lại bất công với mình đến vậy. Nhưng anh chị lại không biết rằng những giây phút tồi tệ đó đã được vũ trụ ưu ái, sắp xếp cho anh chị một hành trình riêng. Bất cứ điều gì xảy ra đều có ý nghĩa riêng của nó. Khi hiểu được điều này và nhìn ra quy luật của cuộc sống, anh chị cũng sẽ trở nên kiên nhẫn hơn, bình tĩnh hơn và yêu thương nhiều hơn. Những khó khăn ban đầu cũng trở nên dễ dàng hơn, bởi anh chị bắt đầu hiểu cuộc chơi và chơi đúng luật. Thực chất, vũ trụ luôn đưa đến thông điệp mỗi ngày mà chỉ có những người hữu duyên mới nắm bắt và hiểu được. Không có gì là ngẫu nhiên cả. Đó là những lời nhắn nhằm nhắc nhở quý bản mệnh rằng hãy tập trung vào những thứ quan trọng nhất trong cuộc sống của mình. Khi anh chị tuổi Kỷ Mùi luôn hướng về phía trước, vận mệnh cũng sẽ gửi tới anh chị những cơ hội mà anh chị không thể ngờ tới. Và theo luận giải mới nhất của các bậc thầy tử vi tiết lộ, vận trình trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 tới đây của tuổi Kỷ Mùi sẽ bừng sáng bất ngờ nhờ các tinh chiếu mệnh, lại thêm quý nhân nâng đỡ. Từ sự nghiệp, công danh cho đến tài lộc của con giáp này đều khởi sắc khi được thần tài ban lộc, thần may mắn gõ cửa nhà, bất ngờ trúng lớn, đổi đời giàu có, tiền bạc ào ào kéo về nhà như nước lũ, cuốn trôi đi sự vất vả, nghèo đói, đổi lại là tiền tỷ cầm tay, nhà lầu xe hơi, cuộc sống sung túc, khiến người người kính nể, nhiều người còn phải ghen tị. Vậy, vận trình cụ thể trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 của người tuổi Kỷ Mùi sinh 1979 cụ thể sẽ ra sao và điều gì giúp con giáp này đổi đời giàu có nhanh chóng trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 này? Tất cả những câu hỏi đó sẽ được kênh Minh Đường Tử Vi bật mí ngay sau đây. Xin mời quý khán giả cùng chú ý theo dõi nhé. Thời điểm trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 này là một thời điểm may mắn cho Kỷ Mùi 1979 dễ thở hơn rất nhiều lần, phát triển được một vài dự định, cũng như có một bước tiến xa trong kế hoạch, hoạch định lại cuộc đời. Một nửa cuộc đời vẫn còn đang đợi bạn ở phía trước, thanh xuân của bạn nay chỉ mới bắt đầu, nên hãy lại một lần nhen nhóm lại lửa nhiệt huyết ở trong tâm. Tạm quên đi ba việc chữa lành hay mấy cái nghỉ hưu sớm hoặc nuối tiếc cho việc suýt được an yên mà đã lỡ mất. Rồi sau đó tiếp tục chinh chiến, kiên cường, nỗ lực bền bỉ như những ngày mới khởi nghiệp ban sơ. Thành tại thân, bại tại nhân, nhưng cuối cùng người đặt dấu chấm kết viên mãn cho cuốn sách cuộc đời bạn là chính bạn chứ không phải người ngoài nào ở đây cả. Bạn đã vừa ý với cái chương ở hiện tại chưa? Kỷ Mùi nếu chưa thì lại mở sách ra viết tiếp, viết tới điểm chung kết viên mãn mà mình muốn mong, và lần này ta sẽ không còn ngu dại hay lại để cho thế nhân phá hoại cuộc đời. Tuổi Kỷ Mùi sinh 1979 cầm tinh con dê, trong số 12 con giáp tuổi Kỷ Mùi đại diện cho những người sống giàu tình cảm, nhân hậu, tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Đặc biệt, người tuổi này thông minh,
sắc sảo, tài trí hơn người có con mắt nhìn xa trông rộng và khả năng phân tích nhạy bén. Kỷ Mùi 1979 thuộc mẫu người trực tính, phúc hậu, cẩn thận, chu đáo, mang nhiều hoài bão. Đặc tính của Can Kỷ. Một số Kỷ Mùi ít muốn đảm trách đại sự, thích an phận thủ thường. Người tuổi Kỷ Mùi 1979 mệnh thiên thượng quả, tính tình cương trực, thẳng thắn, song nói năng đôi điều thiếu suy nghĩ, dễ làm mất lòng người khác, bản chất tốt, không có tâm cơ, cũng chẳng bao giờ có ý làm hại hay đặt bẫy ai. Kỷ Mùi luôn sống hết lòng với bạn bè nên có mối quan hệ rất rộng, được bạn bè yêu mến. Người thiên thượng quả rất công bình, chính trực, hào sảng. Số nạp âm thiên thượng quả mà có nhiều các tinh tại mệnh, nếu đứng ngôi chủ và thời bình bàn dân thiên hạ được nhờ. Nhưng thiên thượng quả mạng Kỷ Mùi là mặt trăng, tính chất nhu hòa, lắm khi lại lạnh nhạt và vô tình. Họ sống giàu tình cảm và đầy lòng trắc ẩn, yêu thương con người. Bởi vậy, những người tuổi này thường lựa chọn con đường sáng tác nghệ thuật để truyền tải những thông điệp yêu thương cho thế giới. Tuổi Kỷ Mùi là những người thiên sống về nội tâm, ít khi chia sẻ cảm xúc, tình cảm của mình cho người khác. Họ tốt bụng, giúp đỡ người khác trong âm thầm, sẵn sàng cho đi mà không cần nhận lại. Điều mong ước lớn nhất đối với Kỷ Mùi không phải là cuộc sống giàu sang, sung sướng, mà là một người sống an nhàn, bình yên và ngập tràn tình yêu thương. Họ thích cuộc sống tự do, tự tại, thoải mái làm những điều mình thích mà không bị giới hạn điều gì. Bản chất tuổi Mùi khá ương bướng, những gì họ không thích làm thì không ai có thể bắt ép được. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, Kỷ Mùi biết nhường nhịn đúng cách để không xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp. Tính cách của người Kỷ Mùi khá thăng trầm, thận trọng trong mọi việc, dù tâm hồn mơ mộng, yêu thích tự do, nhưng họ làm gì cũng có quy củ theo từng bước chứ không bao giờ tự ý làm gì theo ý thích của mình. Người này đường nhân duyên tốt, giữ được các mối quan hệ xã giao bền vững. Họ là người biết lo lắng, chăm sóc cho mọi người, nên hiếm khi xảy ra tranh cãi, bất đồng gì lớn. Người này tính tình hướng nội, hay lo lắng nên thường phiền não vì những chuyện nhỏ nhặt. Tính cách người tuổi Kỷ Mùi cũng rất nhạy cảm, đặc biệt là trong tình yêu. Chỉ một chút quan tâm của người yêu cũng khiến họ vui mừng khôn xiết, mà người yêu lạnh lùng chút thôi là cũng dễ buồn bã. Tuổi Thân, nhưng có buồn phiền thì họ cũng chẳng nói ra, bởi người này rất hiểu chuyện, luôn thông cảm cho người khác. Bản thân họ cũng là người cảm xúc thất thường, khi nóng khi lạnh. Với người mình yêu, Kỷ Mùi không hay thể hiện cảm xúc trước mặt người yêu, có phần nhút nhát, dè dặt, dù đã nghĩ rất nhiều điều nhưng tới lúc lại chẳng nói ra được. Khi đã đem lòng yêu ai là những chú dê sẽ hết lòng chăm sóc người đó, thậm chí còn có phần hơi quá, khiến đối phương cảm thấy ngại ngùng, phản cảm. Họ yêu chân thành và nguyện hy sinh bản thân cho người mình yêu, dù phải từ bỏ công việc, học hành thì họ cũng không màng, dù đối phương có đưa ra yêu cầu vô lý đến thế nào họ cũng không tính toán, nhẫn nhịn hết mức. Đến khi kết hôn rồi thì tình cảm lại càng thắm thiết hơn, luôn một lòng, một dạ cùng người ấy gây dựng tổ ấm gia đình. Tuổi Kỷ Mùi là người trung thực, song rất hay mơ mộng về những thứ hão huyền hoặc xa vời. Thực tế họ là người yêu thiên nhiên, thích đắm chìm trong không gian tươi mát, trong lành của thế giới tự nhiên, cũng mơ mộng mình được biến thành một chú chim tự do bay lu ong vua bầu trời, một chú cá vô tư dẫy dùng giữa biển khơi. Kỷ Mùi khó có cuộc sống giàu sang, phú quý, nhưng họ cũng không bao giờ phải chịu nghèo khổ, vất vả. Những người này rất tốt bụng, sẵn sàng sẽ chia tài sản của mình cho người đang gặp khó khăn. Trong công việc, họ rất có trách nhiệm và coi trọng chữ tín. Một khi được giao nhiệm vụ nào đó thì Kỷ Mùi sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhất, không bao giờ lỡ hẹn hay phụ lòng tin của ai đó. Tuổi Kỷ Mùi làm việc khá cẩn thận, chậm chạp, vì nếu những người yêu thích tốc độ sẽ không thể hợp tác làm ăn với họ. Thậm chí, Kỷ Mùi ghét nhất là bị ai đó thúc giục, bắt phải vội vàng trong khi làm việc. Những người này có khá nhiều mối quan hệ rộng rãi trên các lĩnh vực trong cuộc sống, bằng sự khéo léo và tài giao tiếp của mình. Kỷ Mùi được người khác kính trọng và ngưỡng mộ. Họ là những công tư phân minh khi làm việc, tuyệt đối không để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến công việc chung. Tuổi Kỷ Mùi không thích là người đứng đầu, cũng không thích lãnh đạo ai. Không phải vì họ không có khả năng, mà những người này dường như có xu hướng làm việc độc lập, an nhàn, không chịu áp lực quá lớn của công việc. Tuổi Kỷ Mùi rất biết tôn trọng tôn ti, trật tự, tính trên nhường dưới. Dù trong lòng có điều gì không vui đến thế nào, họ vẫn luôn tươi cười chứ hiếm khi để lộ nỗi niềm ra mặt. Họ có chí cầu tiến, ham học hỏi,
không mơ mộng đến chuyện một bước lên tiên, mà luôn cố gắng hết sức mình, bước từng bước vững chắc đến với mục tiêu đã định hành. Sự cẩn trọng. Dù người ta có dùng lời lẽ mỹ miều thế nào để chiêu dụ, thì họ cũng không dễ dàng mắc lừa. Tuy nhiên, cũng chính vì quá thận trọng, không dễ tin người, mà họ cũng đánh mất rất nhiều cơ hội trong đời. Bù lại thì họ có sự cần cù, chăm chỉ, không ngại bất cứ việc gì, dù là một chi tiết nhỏ, họ cũng không bỏ sót. Nhưng người này có một điểm yếu, đó là ý chí không kiên cường. Chỉ cần gặp phải thất bại là bao nhiêu nhiệt huyết cũng bị rút sạch, mất cân bằng tâm lý, không biết phải làm gì. Bản thân người kỷ mùi cũng muốn thay đổi cuộc sống của mình, nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở suy nghĩ chứ không chịu bắt tay vào hành động. Họ thường tự tìm lý do bào chữa cho mình, cuối cùng chẳng bao giờ hiện thực hóa được mong ước của bản thân. Người tuổi kỷ mùi rất chính trực, vị tha, hiền lành, độ lượng. Chính vì vậy, khi có những việc quan trọng thì họ rất khó quyết đoán, dứt khoát. Nếu gặp phải khó khăn thì rất hay lo lắng, bi quan, đau khổ. Họ không muốn gánh vác quá nhiều trách nhiệm. Kỷ mùi thường rất được mọi người yêu mến vì sự từ tốn và tính cách hiền diệu của họ. Họ là những người sâu sắc, tốt bụng, hay giúp đỡ và quan tâm đến người khác. Vì thế, họ luôn được đền đáp xứng đáng trong cuộc sống. Thực tế, những người này rất may mắn trong sự nghiệp và chuyện tiền bạc. Họ là những người có tuổi thơ êm đềm, đẹp đẽ với cuộc sống sung sướng, đủ đầy tiện nghi. Khi lớn lên, cuộc đời của kỷ mùi có nhiều biến động, đặc biệt về vấn đề tình cảm. Họ trở nên trầm lặng và khép kín bản thân hơn trong cuộc sống. Tuy nhiên, thời gian này cũng mau chóng qua đi, rồi tuổi kỷ mùi sẽ gặp được người bạn đời phù hợp và xây dựng một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, vĩnh cửu. Vận số cuộc đời tuổi kỷ mùi có thăng, có trầm, thời trẻ nhiều vất vả nhưng đa số về già có cuộc sống an nhàn, bình yên. Tuy nhiên, người ta thường cho rằng nếu sinh vào mùa đông, tuổi kỷ mùi sẽ gặp nhiều khó khăn, vất vả hơn. Tuy nhiên, sự lương thiện, nhân hậu của họ luôn được đền đáp xứng đáng. Dù có gặp nhiều khó khăn nhưng tuổi kỷ mùi sẽ nhận được sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Bước vào giai đoạn trung niên là lúc vận mệnh của tuổi kỷ mùi thay đổi sang một giai đoạn mới. Tuổi kỷ mùi thường gặt hái được nhiều thành công trong công việc. Ngoài ra, quan hệ xã hội cũng tương đối tốt đẹp khiến nhiều người ngưỡng mộ. Bạn không những biết xử lý tình huống khéo léo, mà còn biết cách giao tiếp, biết trước biết sau, khiến ai cũng thoải mái, dễ chịu. Nhờ vậy mà bất kể làm việc gì, tuổi kỷ mùi cũng gặp được nhiều may mắn. Mọi chuyện diễn ra đều rất thuận lợi, suôn sẻ, cuộc sống thăng hoa bất ngờ, sự nghiệp không những ổn định, tài vận dồi dào mà chuyện tình cảm cũng thăng hoa, càng lớn tuổi càng sống thoải mái và an nhàn. Cuộc đời của kỷ mùi nam mệnh được quý nhân nâng đỡ, tương trợ khá nhiều, con đường sự nghiệp dường như không gặp phải khó khăn gì quá lớn, có thể coi là bình an, thuận lợi. Có điều, nam kỷ mùi đôi khi tâm trạng thất thường, dễ nổi nóng, hãy nên sửa đổi điều này để trở nên hoàn thiện hơn. Người tuổi kỷ mùi nữ mệnh thường là những người có tính cách mềm mỏng, rất dễ cảm thông và thường tha thứ cho mọi người. Họ không thích việc ganh đua, đấu tranh, chỉ muốn yên bình. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 của tuổi kỷ mùi sinh 1979. Về phương diện tình cảm, gia đạo, với những người đang độc thân, có thể tìm kiếm hoặc được giới thiệu đến những người bạn phù hợp. Chỉ cần kỷ mùi chịu mở lòng và đặt niềm tin, tình yêu sẽ tự tìm tới. Với những người đã có gia đình, kỷ mùi nên dành sự quan tâm nhiều hơn cho đối phương để ngày càng hiểu nhau, duy trì không khí ấm áp và niềm vui trong căn nhà của kỷ mùi. Về phương diện sức khỏe, không có gì đáng lo ngại về sức khỏe của bản mệnh trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024. Công việc thuận lợi giúp kỷ mùi không phải lo lắng và căng thẳng quá nhiều. Tuy nhiên, để duy trì sức khỏe tốt, kỷ mùi vẫn cần chăm chỉ tập thể dục và không nên làm việc quá sức. Tử vi trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 cho biết, thời điểm này sẽ mang lại cho người tuổi kỷ mùi nhiều cơ hội và thành công. Vận trình của kỷ mùi sẽ có những bước tiến lớn và ổn định hơn, không bị ảnh hưởng nhiều bởi các yếu tố tiêu cực, được hỗ trợ bởi nhiều các tin may mắn, cuộc sống của kỷ mùi sẽ phát triển vượt bậc. Tuy nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng may mắn và thuận lợi, có những thời điểm kỷ mùi có thể gặp phải những khó khăn hoặc cảm thấy buồn chán, dẫn đến suy giảm vận trình. Tuy nhiên, nếu kỷ mùi luôn giữ tinh thần lạc quan, tích cực và tự tin trong mọi tình huống,
thì thời điểm này sẽ đem lại nhiều điều tốt đẹp cho Kỷ Mùi. Sự thông minh và sáng suốt sẽ giúp Kỷ Mùi hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và nhận được sự đánh giá cao từ cấp trên. Thời điểm trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 sẽ mở ra nhiều cơ hội thăng tiến và Kỷ Mùi có thể được thăng chức lên vị trí cao hơn, phù hợp với khả năng của mình. Tuy nhiên, dù đã đạt được thành công lớn, Kỷ Mùi hãy luôn giữ tinh thần cố gắng và không ngừng phấn đấu để duy trì thành công. Về mặt tài chính, trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 sẽ có nhiều dấu hiệu tích cực. Bất kể Kỷ Mùi làm việc trong lĩnh vực nào thì cũng có thể sở hữu một khoản tiền dư giả. Những người làm công ăn lương được hưởng nhiều khoản thưởng và phụ cấp, thậm chí còn có cơ hội thăng chức để tăng thu nhập. Đối với những người kinh doanh, việc ký kết các hợp đồng lớn và áp dụng các chiến lược hiệu quả sẽ mang lại lợi nhuận cho toàn doanh nghiệp. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo ngay sau đây sẽ là vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống trong từng tháng âm lịch của tuổi Kỷ Mùi sinh 1979, trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024. Đầu tiên là tử vi tháng 11 âm lịch năm 2024 của tuổi Kỷ Mùi sinh 1979. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Kỷ Mùi sinh 1979, trong tháng 11 âm lịch, sự nghiệp của tuổi Kỷ Mùi tháng này khó có thể phát triển được do chịu tác động của cục diện tương hại, nhiều kế hoạch không tiến triển như ý, là dấu hiệu chứng tỏ bạn cần dành thời gian nhìn nhận lại chính bản thân mình, đừng tìm cách trốn tránh hiện thực, đổ tội cho nguyên nhân này hay nguyên nhân khác. Trên thực tế, bạn quá nóng nảy, cái tôi cá nhân lại quá cao, nên thường đắc tội với người khác lúc nào không hay. Những lời nói, hành động của bạn tưởng là bình thường, nhưng lại khiến người nghe tổn thương, thậm chí là phản cảm. Tháng này, kẻ tiểu nhân rất có thể sẽ lấy đó làm cái cớ để hãm hại bạn, gây rối, khiến công việc của con giáp này gặp phải nhiều vấn đề. Tuy nhiên, bản mệnh không nên có cái nhìn quá bi quan. Trong hoàn cảnh hiện tại, cục diện nguyệt lệnh lâm dưỡng cho thấy, chỉ cần bạn làm việc chăm chỉ, khiêm tốn hơn trong cách cư xử, đồng thời dám nhìn thẳng vào sự thật, thừa nhận lỗi sai và cố gắng sửa đổi, thì mọi việc vẫn có cơ hội chuyển biến. Cách hành xử của bạn chính là yếu tố cốt lõi khiến bạn thành công hay thất bại trong khoảng thời gian này. Bên cạnh đó, dù phải đối diện với thất bại, tuổi Kỷ Mùi cũng cần phải giữ tinh thần tỉnh táo và tích cực. Thay vì thất vọng, oán trách người này người khác, bạn cần học được những kinh nghiệm hữu ích để không còn mắc phải trong tương lai. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Kỷ Mùi sinh 1979, trong tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch này, nếu tuổi Kỷ Mùi mong muốn một tháng tài chính dư giả, tiền tài đổ về túi ầm ầm, thì có lẽ bạn sẽ phải thất vọng. Tháng này, đồng tiền thu về khá ít ỏi, hơn nữa, bản mệnh còn phải chi tiêu cho nhiều lĩnh vực khác nhau. Tương hại cho thấy, con giáp này rất dễ vướng phải rắc rối với các đối thủ cạnh tranh. Bạn cần phải thực sự tỉnh táo để nhận ra đâu là cái bẫy mà kẻ xấu đặt ra. Đừng vì tham lam cái lợi trước mắt mà rơi vào tròng của kẻ tiểu nhân. Muốn kiếm tiền, bạn cần phải vất vả bỏ công bỏ sức chứ không thể nghĩ đến việc hưởng lợi từ trên trời rơi xuống. Một điều quan trọng khác mà bạn cần phải chú ý trong tháng này chính là giữ chữ tín của mình. Dù ở hoàn cảnh thế nào, bản mệnh cũng phải đặt chữ tín lên hàng đầu. Nếu không, hình ảnh của bạn sẽ bị ảnh hưởng xấu. Bạn bảo vệ được cái lợi nhất thời của mình, nhưng đánh mất lòng tin của khách hàng, việc kinh doanh tương lai sẽ gặp nhiều khó khăn. Nguyệt lệnh lâm dưỡng khuyên con giáp này tốt nhất hãy chăm chỉ làm việc, hoàn thành cho tốt những kế hoạch đang dang dở. Đừng vội VNG mở rộng quy mô đầu tư kinh doanh, bạn cần có thêm thời gian để thu thập thông tin, bổ sung kiến thức trước khi dốc tiền vào một lĩnh vực nào đó. Trên phương diện chi tiêu, tiểu hao cho thấy tuổi Kỷ Mùi dễ phung phí tiền cho các hoạt động chi tiêu hàng ngày. Đó là những khoản tiền không đáng kể, nhưng đến khi cộng gộp vào thì đó là một khoản kha khá đấy. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Kỷ Mùi sinh 1979, trong tháng 11 âm lịch, may mắn là sức khỏe tuổi Kỷ Mùi trong tháng 11 âm lịch này vẫn khá ổn định. Bạn phải dành thời gian giải quyết nhiều rắc rối nhưng không lâm vào cảnh mệt mỏi, kiệt sức. Hãy giảm thiểu những suy nghĩ tiêu cực bằng cách tâm sự, trao đổi với mọi người, đồng thời tích cực tham gia vào các hoạt động tập thể, tản bộ hoặc những chuyến du lịch ngắn ngày. Các hoạt động đó sẽ đem lại tác động tích cực, giúp bạn nhẹ nhõm, vui vẻ hơn. Dù bận rộn đến đâu, tuổi Kỷ Mùi cũng nên sắp xếp thời gian để rèn luyện sức khỏe.
Thời gian biểu cũng cần sắp xếp khoa học, chớ vì quá bận rộn mà bỏ bữa hay dùng nhiều đồ ăn nhanh, đồ ăn nhiều dầu mỡ. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Kỷ Mùi sinh 1979, trong tháng 11 âm lịch. Tháng này, quan hệ vợ chồng của tuổi Kỷ Mùi ngày càng trở nên nhạt nhòa, thậm chí bạn có những suy nghĩ không hay về tình cảnh hiện tại, những bất mãn về người ấy khiến bạn không còn muốn trở về nhà. Vợ chồng không hài lòng với nhau việc gì thì nên thẳng thắn trao đổi, đừng nên giữ ở trong lòng. Nếu bạn không nói ra thì người ấy sẽ chẳng thể nào tự biết và tự thay đổi đúng theo ý bạn được. Hơn nữa, nếu bản mệnh không biết quý trọng điều mình đang có, thì kẻ thứ ba sẽ rất dễ nhân cơ hội chen chân phá vỡ hạnh phúc gia đình. Bạn hãy là một người vợ, người chồng, người cha, người mẹ có trách nhiệm hơn, đừng để mặc mọi chuyện được đến đâu thì đến. Người độc thân tháng này không mấy quan tâm đến việc tìm kiếm nửa kia, thậm chí bạn có phản ứng khá gay gắt khi người thân quen giới thiệu cho các đối tượng để tìm hiểu. Khoảng thời gian này, bạn thích dành thời gian cho sở thích cá nhân hơn là quan tâm đến một người xa lạ. Tiếp theo là tử vi tháng 12 âm lịch năm 2024 của tuổi Kỷ Mùi sinh 1979. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Kỷ Mùi sinh 1979 trong tháng 12 âm lịch. Tháng này, sự nghiệp của tuổi Kỷ Mùi sẽ không phát triển được như ý muốn. Tuy nhiên, thay vì than thân trách phận hay đổ lỗi cho người này người khác, thì bạn nên kiểm điểm lại bản thân, khắc phục những sai lầm không đáng có. Cục diện tương xung tác động mạnh mẽ đến con giáp này, khiến bạn thường xuyên chủ quan, chỉ cần nhắc vấn đề trên một phương diện nào đó mà không có cái nhìn bao quát. Thêm vào đó, bạn còn quá kiêu ngạo, có cái tôi cao nên ít khi chịu nghe theo lời khuyên của người khác, dễ đẩy mình vào cảnh bế tắc, khó khăn. Các mối quan hệ của con giáp này cũng không mấy yên bình, bởi bạn dễ vướng vào chuyện tranh chấp, thì phi do tính tình khó chịu hoặc thường hay tò mò, tọc mạch vào chuyện của người khác. Hãy nhắc nhở mình duy trì trạng thái tinh thần lạc quan, tích cực tập trung vào nhiệm vụ của bản thân, thay vì đưa chuyện về bạn bè, đồng nghiệp xung quanh mình. Tháng 12 âm lịch này, để thoát khỏi những rắc rối, khó khăn này, Nguyệt Lệnh Lâm Dưỡng khuyên tuổi Kỷ Mùi hãy cẩn thận hơn khi làm việc, cân nhắc vấn đề kỹ càng hơn trước khi bắt tay vào làm. Nếu còn điều gì băn khoăn, thắc mắc, bạn hãy khiêm tốn và chủ động xin ý kiến từ những người đáng tin cậy. Nếu bạn có thái độ đúng đắn thì chẳng ai lại từ chối giúp đỡ bạn đâu. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Kỷ Mùi sinh 1979 trong tháng 12 âm lịch. Vận trình tài lộc của tuổi Kỷ Mùi trong tháng cuối cùng của năm 2024 âm lịch này cũng chẳng khá khẩm hơn. Con giáp này cần phải cố gắng duy trì tình hình tài chính ổn định, không để mất những khoản lớn đã là may mắn lắm rồi. Tính chủ quan khiến bản mệnh thường khăng khăng làm mọi việc theo ý mình, dẫn đến việc đưa ra những quyết sách sai lầm gây hao tài tốn của. Không phải lúc nào cách nhìn nhận, đánh giá vấn đề của bạn cũng chuẩn xác. Vì vậy, việc thu thập thông tin, lắng nghe ý kiến của người khác là cực kỳ quan trọng. Nếu có tranh chấp thì phi xảy ra trong lúc này, tốt nhất bạn không nên đổ thêm dầu vào lửa. Chuyện nào bỏ qua được thì hãy cố gắng bỏ qua, chuyện nào không bỏ qua được thì cần bình tĩnh giải quyết, nếu không vừa mất tiền bạc vừa gây ảnh hưởng đến danh tiếng. Tháng này đại hao cho thấy bạn sẽ phải tiêu tốn một khoản kha khá tiền bạc vào các hoạt động mua sắm nhân dịp Tết. Tuy nhiên, trong tình hình túi tiền không dư giả này, bạn cần có cách chi tiêu hợp lý, chớ nên chạy theo xu thế thị trường kẻo tự đẩy bản thân vào cảnh cháy túi. Ai đang có tiền trong tay thì tốt nhất nên giữ cẩn thận, đừng nhẹ dạ cả tin nghe theo lời dụ dỗ đầu tư của những kẻ không đáng tin cậy. Bạn không nên mơ đến những khoản tiền từ trên trời rơi xuống, không làm gì cũng vẫn nhận được. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Kỷ Mùi sinh 1979 trong tháng 12 âm lịch. Tình hình sức khỏe của tuổi Kỷ Mùi trong tháng 12 âm lịch này không gặp phải vấn đề gì quá nghiêm trọng, mặc dù bạn sẽ thường xuyên cảm thấy mệt mỏi hoặc khó chịu. Con giáp này cần học cách hướng mình tới những điều tích cực hơn, đừng mãi chìm đắm trong thế giới riêng hoặc trong những điều thất bại. Chỉ khi suy nghĩ tích cực, đầu óc bạn mới thông suốt và tìm ra cách giải quyết các vấn đề đúng đắn. Cuối năm, việc tiệc tùng xã giao là không thể tránh khỏi, song bạn nên hạn chế uống rượu bia, ăn quá nhiều chất béo hoặc những đồ cay nóng. Khi đầu óc không tỉnh táo thì tránh điều khiển giao thông hoặc đi chung với người khác. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Kỷ Mùi sinh 1979 trong tháng 12 âm lịch.
Chuyện tình cảm của tuổi Kỷ Mùi trong tháng 12 âm lịch này cũng là những nốt trầm buồn, những rạn nứt, tổn thương liên tục xảy đến, khiến bạn khó có thể vui vẻ hay suy nghĩ tích cực. Người độc thân đang đặt ra những tiêu chuẩn quá cao cho nửa kia trong tương lai, nên khó có thể tìm được người ưng ý. Hơn nữa, cách hành xử kiêu ngạo của bản mệnh cũng khiến cho người khác cảm thấy e dè khi tiếp cận. Rất có thể bạn vẫn sẽ dậm chân tại chỗ trong tháng cuối năm này. Với người đã có gia đình, bạn cần tránh mâu thuẫn, cãi cọ với nửa kia, khiến cho bầu không khí trong gia đình ngày càng nặng nề. Vợ chồng có gì thì nên bình tĩnh trao đổi với nhau, chớ nên to tiếng, nóng nảy, thậm chí có những lời nói hoặc hành động gây tổn thương lẫn nhau. Mỗi khi bạn cảm thấy mệt mỏi hay thất vọng, hãy thử nghĩ về những điều tốt đẹp đã qua, có thể bạn sẽ tìm thấy động lực và mục tiêu cố gắng mà mình bỏ quên. Bạn cũng nên trân trọng những gì mà mình đang có, điều gì có thể bỏ qua được thì bỏ qua cho nhau, chớ nên chấp giặt những điều nhỏ nhặt. Trong mối quan hệ với mọi người xung quanh, tuổi Kỷ Mùi cũng cần hành xử tế nhị hơn, tránh tò mò, tọc mạch vào chuyện riêng của người khác khiến ai cũng cảm thấy khó chịu, mà bạn cũng dễ vướng vào thị phi. Quý khán giả thân mến, để công việc hợp tác làm ăn được thêm phần suôn sẻ và thuận lợi, thì chắc chắn chúng ta cần tìm được người đối tác phù hợp, giúp cho vận khí tăng lên gấp bội lần, kích tài dưỡng lộc, thu hút may mắn. Về tuổi Kỷ Mùi sinh 1979 nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may về tài lộc cũng như sự nghiệp? Xin mời quý khán giả cùng theo dõi tiếp video. Tuổi Kỷ Mùi với tuổi Tý. Khi là đối tác làm ăn, hai con giáp này khá ăn ý. Tuổi Tý sẽ đóng vai trò là người ở tiền tuyến, luôn giải quyết các vấn đề về khách hàng, tổ chức và các sự kiện. Tuổi Tý thích kiếm tiền, thích địa vị và cái đầu làm ăn rất giỏi. Tuổi Kỷ Mùi không có hoài bão, kiếm tiền nhiều như tuổi Tý, nhưng khá sáng tạo, có thể đảm nhiệm vai trò của hậu phương. Nếu hai cái đầu cùng hợp lực chắc hẳn sẽ tạo ra một đế chế khá bền vững. Tuổi Kỷ Mùi với tuổi Sửu. Khi là đối tác làm ăn, hai tuổi này cần cố hiểu nhau thì mọi chuyện sẽ êm ấm. Khi mỗi người coi những điểm mạnh của người kia là tài sản quý giá, thì họ sẽ tạo thành một tập thể khá vững chắc. Nhưng nói bao giờ cũng dễ hơn làm, bởi vậy, đòi hỏi cả hai tuổi này phải cùng cố gắng và kết hợp hài hòa. Tuổi Kỷ Mùi với tuổi Dần. Nếu hai hành tinh này là đồng nghiệp, tuổi Dần cần để không gian cho tuổi Kỷ Mùi phát huy khả năng sáng tạo. Tuy trong con người tuổi Kỷ Mùi có tính nghệ sĩ, nhưng không vì thế mà không đảm nhiệm tốt được công việc kinh doanh trong công việc. Tuổi Kỷ Mùi không thích mạo hiểm, làm điều gì cũng phải chắc chắn. Dù gì thì tuổi Kỷ Mùi vẫn may mắn vì được làm việc cùng tuổi Dần. Vì sự lạc quan, dũng cảm, hài hước của tuổi Dần là món quà cực lớn đối với tuổi Kỷ Mùi vốn bi quan và mẫn cảm. Tuổi Kỷ Mùi với tuổi Mão. Khi là đối tác kinh doanh, tuổi Kỷ Mùi và tuổi Mão có thể kết hợp thật tốt nếu phát huy được tính sáng tạo trong công việc. Tuy nhiên về tài chính thì sẽ cần sự can thiệp và giúp đỡ của nhân vật thứ ba, bởi thực tế là cả hai hành tinh này đều không thạo lắm về tài chính. Điều họ quan tâm và tập trung nhiều thời gian hơn cả đó là nghệ thuật, tình cảm. Bên cạnh đó, tuổi Kỷ Mùi còn phải đảm nhiệm một số việc thay tuổi Mão, vì tuổi Mão không có khả năng làm được. Tuổi Mão sẽ đóng vai trò làm người dẫn đường, vì khả năng giao tiếp và điều khiển cảm xúc tốt hơn. Tuổi Kỷ Mùi với tuổi Thìn. Nếu hai hành tinh này làm ăn chung với nhau thì họ có thể tạo thành một tập thể liên tục đi lên, bởi họ có những tính cách bổ sung và hỗ trợ cho nhau. Tuổi Thìn thông minh và năng lượng dồi dào, sẽ đóng vai trò làm người ở tiền tuyến. Còn tuổi Kỷ Mùi cũng thích chỉ huy nhưng là những việc ở hậu phương. Vì vậy, giữa hai con giáp này không có chuyện tranh giành quyền lực. Tuổi Kỷ Mùi với tuổi Tỵ. Khi là đối tác làm ăn, tuổi Kỷ Mùi với tuổi Tỵ sẽ tạo thành một đế chế khá vững mạnh và có nhiều ý tưởng sáng tạo. Với điều kiện khi họ có chung mục tiêu, tuổi Tỵ rất nhiệt tình trong công việc mà mình tin tưởng. Còn tuổi Kỷ Mùi rất tuyệt vời trong việc xây dựng các ý tưởng. Tuổi Tỵ sẽ người ở ngoài chiến tuyến để mở rộng khách hàng và góp mặt trong các cuộc họp. Tuổi Kỷ Mùi với tuổi Ngọ. Nếu là đối tác làm ăn, tuổi Kỷ Mùi sẽ là người đứng đầu vì con giáp này thích công việc quản lý hơn là tuổi Ngọ. Tuổi Kỷ Mùi suy nghĩ khá cấp tiến và là người hoạch định tốt. Nếu cả hai mở công ty thì tuổi Ngọ có thể rất được lòng nhân viên, nhưng người thực sự có quyền lực lại là tuổi Kỷ Mùi. Tuổi Kỷ Mùi với tuổi Mùi. Trong làm ăn kinh doanh, hai người tuổi Mùi nên tìm người thứ ba để giúp đỡ trong việc quản lý tài chính,
bản tính lãng mạn, mơ mộng nên họ ít quan tâm đến việc đổi mới, cách tân để xây dựng công ty hoặc giải quyết những vấn đề còn tồn đọng. Cả hai đều lãng mạn nên nơi làm việc của họ được trang trí rất nghệ thuật và hợp phong thủy. Tuổi Kỷ Mùi với tuổi Thân. Trong mối quan hệ làm ăn kinh doanh, hai người có thể sẽ phải chịu đựng những căng thẳng. Tuổi Thân thường chỉ ham vui chứ không thực sự là con người của công việc. Tuổi Kỷ Mùi là người có tham vọng phát triển các ý tưởng độc đáo, nhưng lại không giỏi trong vấn đề quản lý tài chính. Tuổi Kỷ Mùi thích trang trí nơi làm việc của mình theo phong cách riêng. Mặc dù thích quyền lực nhưng cả tuổi Kỷ Mùi và tuổi Thân đều không quyết đoán, dễ bị dao động trước những lời xua nịnh. Do đó, họ cũng dễ bị kẻ xấu lợi dụng. Tuổi Kỷ Mùi với tuổi Dậu. Có thể hợp nhau hơn khi là bạn làm ăn. Tuổi Dậu là người có con mắt tinh tế và có đầu óc rất phù hợp với việc quản lý tài chính và những công việc tương tự khác. Còn tuổi Kỷ Mùi có thể đưa những ý tưởng sáng kiến hay trong kinh doanh. Tuổi Kỷ Mùi khá may mắn, còn tuổi Dậu khá có duyên với tiền, nên hai tuổi hợp lại làm ăn sẽ rất phát đạt. Tuổi Kỷ Mùi với tuổi Tuất. Khi là bạn làm ăn kinh doanh, tuổi Kỷ Mùi và tuổi Tuất có thể hỗ trợ nhau tốt hơn. Với khả năng ngoại giao tốt, tuổi Tuất có thể là người đại diện cho công ty trong công việc giao thiệp với khách hàng. Tuổi Tuất rất trọng chữ tín. Khi làm một việc gì đó, tuổi Kỷ Mùi có thể tin tưởng vào sự chân thật của người bạn đồng hành với mình. Tuổi Kỷ Mùi với tuổi Hợi. Trong làm ăn kinh doanh, tuổi Kỷ Mùi và tuổi Hợi có thể hợp tác và xây dựng được một công ty có tiếng tăm và uy tín. Họ sẽ thành công nếu họ biết chọn lĩnh vực phù hợp với khả năng và đầu óc tinh tế của tuổi Kỷ Mùi. Nhìn chung, tuổi Kỷ Mùi khá may mắn nên luôn có được những thành công bất ngờ trong kinh doanh. Tuy nhiên, tuổi Kỷ Mùi không được thực tế cho lắm, vì thế nên vấn đề tài chính thường do tuổi Hợi làm chủ. Tuổi Hợi là người chăm chỉ trong công việc và dễ dàng làm theo sự chỉ dẫn của người khác. Bởi vậy, tuổi Kỷ Mùi sẽ là người đứng đằng sau và nắm quyền lực của công ty. Quý khán giả thân mến, trong cuộc sống, may mắn và xui xẻo luôn tồn tại như những phần không thể thiếu. Tuy nhiên, trước khi một người gặp xui xẻo, 6 dấu hiệu này rất có thể sẽ xuất hiện. Một là mất kiểm soát. Cảm xúc cáu kỉnh và tức giận khi giận rủi đến, con người thường dễ mất kiểm soát về cảm xúc, trở nên cáu kỉnh và hay tức giận. Điều này phản ánh nội tâm không ổn định khi chúng ta không giữ được sự bình yên bên trong. Cảm xúc khó chịu có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân và dễ dàng biến thành giận dữ hoặc phàn nàn, dẫn đến những rắc rối lớn hơn. Đây là lúc bạn cần học cách kiểm soát cảm xúc của mình, rèn luyện sự kiên nhẫn và duy trì một tâm hồn an nhiên. Hãy tìm cách giảm căng thẳng, hít thở sâu và điều chỉnh cảm xúc của bạn. Những hoạt động như chạy bộ, nghe nhạc hoặc trò chuyện với bạn bè có thể giúp chuyển hướng sự chú ý và tránh mất kiểm soát cảm xúc, giúp bạn nhanh chóng trở lại trạng thái bình yên bên trong. Hai là bướng bỉnh và khăng khăng làm theo ý mình. Khi gặp giận xui, con người dễ trở nên bướng bỉnh, không muốn lắng nghe ý kiến của người khác. Tâm trạng này thường dẫn đến những quyết định sai lầm hoặc việc phớt lờ các ý kiến đề xuất từ xung quanh. Trong tình huống này, chúng ta nên học cách lắng nghe nhiều hơn, suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và tránh hành động một cách mù quáng. Hãy mở rộng tâm trí, thu thập thêm thông tin và quan điểm từ người khác. Tầm nhìn của chúng ta có giới hạn, vì vậy cần sự hỗ trợ từ người khác để có cái nhìn toàn diện hơn. Lắng nghe những ý kiến đa chiều sẽ giúp bạn đưa ra những lựa chọn sáng suốt hơn. Ba là sai lầm nhỏ liên tục xảy ra và tình hình tài chính xấu đi. Trước khi gặp giận xui, chúng ta thường xuyên mắc phải những sai lầm nhỏ trong công việc và cuộc sống, kèm theo đó là những khó khăn về tài chính. Chẳng hạn, bạn có thể quên làm việc gì đó hoặc mắc những lỗi nhỏ lúc này. Hãy cẩn trọng hơn trong công việc, tránh những sai sót không đáng có, nhắc nhở bản thân chú ý đến chi tiết và nâng cao hiệu suất trong cả công việc và cuộc sống. Quan tâm hơn đến tình hình tài chính của bản thân, giảm bớt chi tiêu không cần thiết, tránh tiêu dùng quá mức và tăng cường dự trữ tài chính. Chậm lại và cẩn thận sẽ giúp bạn nhận diện sớm các vấn đề và tìm ra giải pháp kịp thời. 4 là làm tổn thương người thân và phụ lòng ân nhân. Khi giận rủi gia tăng, chúng ta có thể vô tình làm tổn thương những người thân yêu nhất và phớt lờ những người đã giúp đỡ mình. Sự mất cân bằng năng lượng nội tâm có thể khiến chúng ta hành xử một cách vô lý, gây hại đến người khác mà không có lý do chính đáng. Hãy biết trân trọng những người xung quanh và đừng để cảm xúc tiêu cực khiến bạn đổ lỗi hay làm tổn thương họ. Hãy học cách biết ơn và tri ân những người đã giúp đỡ bạn.
giao tiếp chân thành với gia đình và bạn bè, bày tỏ cảm xúc thật và cùng nhau sử dụng sức mạnh của gia đình để vượt qua khó khăn. 5 là ngủ kém và mất tập trung. Giấc ngủ chất lượng là yếu tố quan trọng giúp chúng ta duy trì sự tập trung và suy nghĩ sáng suốt. Khi giấc ngủ bị ảnh hưởng, khả năng tập trung cũng suy giảm. Trước khi giận xui xuất hiện, chúng ta có thể gặp tình trạng mất ngủ, dễ thức giấc và khó tập trung. Điều này tác động tiêu cực đến công việc và cuộc sống. Để cải thiện, hãy tạo ra một môi trường ngủ thoải mái, thư giãn cơ thể và tinh thần, duy trì một lịch trình ngủ đều đặn. Điều này sẽ giúp bạn suy nghĩ rõ ràng và đưa ra những quyết định đúng đắn khi đối mặt với khó khăn. 6 là chán nản và miệng là thú. Trước khi giận rủi ập đến, con người sẽ cảm thấy vô cùng trống trải, buồn chán và dễ dàng chìm đắm trong đủ mọi thú vui. Đây là cơ chế thoát hiểm được phát triển để đáp lại những thay đổi sắp xảy ra trong cuộc sống lúc này. Chúng ta cần làm một số việc có ý nghĩa như đọc sách, du lịch, viết lách. Hãy lên kế hoạch cho thời gian của bạn và đừng lãng phí nó vào những việc vô nghĩa. Hãy cân bằng tâm một cách hợp lý giữa hạnh phúc và hưởng thụ. Đừng mù quáng theo đuổi hạnh phúc nhất thời. Tìm ý nghĩa, hướng đi của cuộc sống và nuôi dưỡng một lối sống trọn vẹn. Tránh xa chủ nghĩa khoái lạc quá mức và học cách cảm nhận sự dồi dào về thể chất và tinh thần trong mọi khoảnh khắc. Bạn phải biết chăm sóc bản thân thật tốt, điều chỉnh tâm trí và quan tâm đến những người xung quanh. Khi bạn bình yên, cuộc sống tự nhiên sẽ suôn sẻ. Chúng ta không thể thay đổi những thăng trầm trong cuộc sống, nhưng chúng ta có thể điều chỉnh suy nghĩ của mình để sống một cuộc sống trọn vẹn và hạnh phúc hơn. Hãy trân trọng mọi khoảnh khắc đẹp đẽ trong cuộc sống, dù thỉnh thoảng gặp phải sự bất mãn, bạn cũng sẽ không cảm thấy do dự. Hãy giữ thái độ tích cực và những ngày khó khăn sẽ qua đi. Ý nghĩa của cuộc sống không nằm ở việc theo đuổi hạnh phúc tột cùng, mà ở cách chúng ta sống tự do và hài lòng trong cuộc sống giản dị hàng ngày. Quý khán giả thân mến, trên đây là tử vi của tuổi Kỷ Mùi sinh 1979, trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã xem hết video. Nếu thấy video hữu ích, quý khán giả đừng quên like, chia sẻ và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý khán giả luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những chương trình tiếp theo.